Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét nhà của ông Huỳnh Lê Phong, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng thực hiện khám xét nơi ở của ông Huỳnh Lê Phong tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Ông Huỳnh Lê Phong bị cáo buộc là không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình UBND thành phố Long Xuyên, ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho nhiều hộ dân. Trước đó vào ngày 29 tháng 3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phong là cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên vì đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đồn biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội biên phòng Tiền Giang đã phát hiện vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển rừng phòng hộ thuộc ấp xóm Dẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện một bao tải ni lông màu đen bên trong có chứa 24 bánh hình khối chữ nhật. Mỗi bánh có khối lượng khoảng 1 kg tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy. Lực lượng phối hợp đã tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát xung quanh hiện trường, bãi biển, khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kiểng Phước, đồng thời tổ chức phương tiện tuần tra trên biển thì phát hiện thêm 16 bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy. Bộ đội biên phòng Tiền Giang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tổ chức mở rộng phạm vi địa bàn tuần tra, kiểm soát, rà soát trên biển, tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 12 bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy. Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với công an địa phương xác minh điều tra ban đầu, thu giữ và bàn giao toàn bộ tang vật cho cơ quan điều tra công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trong thời gian vừa qua, tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội diễn biến khá phức tạp và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác. Và hiện tượng ấy đang được lực lượng công an thành phố Hà Nội quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh. Sau đây là ghi nhận vừa được thực hiện tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đây là ba thanh niên Lê Trung Kiên, Phạm Đình Phong, Trần Phúc Khang, sinh năm từ 2006 đến 2008, vừa bị tổ Y1-141 Công an thành phố Hà Nội bàn giao cho Công an phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận do ham chơi nên tụ tập nhau ra đường. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển có bị nhóm khác tạt đầu xe nên về nhà lấy hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn. Đang đi ngoài đường thì bọn cháu bị ném vỏ chai thủy tinh với cả hạt nước bọt vào xe, xong rồi chúng nó đập xe nên là bọn cháu mới quay về. Lên tuổi trẻ lấy đồ. Sau khi bắt đến thời điểm bây giờ, cháu nhận thức đây là hành vi sai trái và vi phạm pháp luật. Thì cái việc này thì gây hoang mang cho cái người dân đi đường cũng như là gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Về cái biện pháp, công an phường đã triển khai các lực lượng tuần tra buổi tối rồi ban đêm theo kế hoạch của công an quận để làm giảm tình hình. Khi phát hiện được các cháu, các đối tượng sử dụng hung khí như là đua xe thì chúng tôi là báo cáo đội cảnh sát hình sự kịp thời phối hợp mà bắt giữ cũng như là xử lý để làm nghiêm. Trước đó, công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội cũng bắt giữ 18 đối tượng hỗn chiến gây rối trật tự ở phố Lò Đúc, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu xác định do va chạm, hai nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến phố như phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, Lò Đúc, Phạm Đình Hổ. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi. Trong lúc đánh các bạn ấy thì em sử dụng hung khí xẻng với cả gậy inox ạ. Lúc ấy em có suy nghĩ hơi bồng bột và không kiểm chế được cảm xúc với hành động của mình ạ. Thế vào đây là gặp bố mẹ chưa? Dạ rồi ạ. Thế có thương bố mẹ không? Với em có ạ. Thế ở nhà bố mẹ có vẫn ở với nhau hay là bố mẹ đi thân? Bố mẹ em ly thân ạ. Trường hợp là thanh thiếu niên thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và có nhiều trường hợp có thể bị xử lý về hình sự. Thì nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết xuất phát từ phía gia đình của chúng ta có những hoạt động quản lý và giáo dục các em không được chu toàn.
Và cái thứ hai nữa là trong nhiều trường hợp đối với lại các cái môi trường giáo dục cũng như là môi trường sinh sống của các em thì nó cũng có ảnh hưởng nhất định đến cái quá trình mà thực hiện hành vi phạm tội. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố phát hiện 18 vụ gây rối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, mang theo hung khí đuổi đánh nhau. Số vụ việc này xảy ra ở nhiều quận, huyện, từ địa bàn trung tâm đến khu vực ngoại thành. Lực lượng công an đã tiến hành nhiều biện pháp như lập chốt, tuần tra công khai và bí mật để phát hiện, bắt giữ và xử lý. Tuy nhiên, thời gian tới chuẩn bị nghỉ hè là thời gian rảnh rỗi sẽ khiến không ít thanh thiếu niên nảy sinh nhiều hành vi manh động. Vì vậy, nếu buông lỏng quản lý, không kịp thời uốn nắn, ranh giới phạm tội của lứa tuổi này sẽ rất mong manh. Đối tượng Sông A Tý cùng với tang vật là 11.360 viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang. Đối tượng Sông A Tý sinh năm 2002, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tại cơ quan công an, Sông A Tý khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông bên kia biên giới về địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với giá 10 triệu đồng. Khi đang vận chuyển đến địa phận bản Trung Anh, xã Triềng Cang thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Còn tại Hải Phòng, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Ân sinh năm 1963, trú tại quận Lê Chân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 200 gram ma túy tổng hợp các loại, 3 gram cần sa, 2 cân điện tử, 52 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Thủ đoạn hoạt động của Ân rất tinh vi, xảo quyệt. Ân không cất giấu ma túy tại nơi ở mà đi thuê nhà tại các địa bàn khác rồi biến nhà thuê thành kho hàng để tiến hành phân phối ma túy. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Long An cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng để bắt giữ một đối tượng người Việt Nam có hành vi đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Vào đêm ngày 27 tháng 3, tổ công tác phát hiện tại bờ nam kênh Cái Cỏ về phía Việt Nam có hai đối tượng đang tìm đường sang Campuchia. Qua kiểm tra, hai đối tượng khai tên Võ Văn Hậu trú tại tỉnh Long An và Trang Thiên Sư trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Hậu khai nhận có người Campuchia tên Nát gọi điện thoại cho Hậu khi đến thị trấn Tân Hưng đón người Trung Quốc trên và đưa sang Campuchia với tiền công là 1 triệu 500 nghìn đồng. Khi Hậu đang dẫn người này xuống bờ kênh để đưa sang Campuchia thì đã bị phát hiện bắt giữ. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 tới đây, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 60, tải trọng trên 30 tấn trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất phân luồng điều tiết xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải từ 60, tải trọng trên 30 tấn, không vào cao tốc Cam Lộ La Sơn, sẽ chuyển sang đi quốc lộ 1 chạy song song cao tốc Cam Lộ La Sơn bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 tới đây. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, khẩn trương bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại các nút giao ra vào tuyến Cam Lộ La Sơn và các đoạn tuyến phù hợp với phương án điều tiết phương tiện.